lại là Phước Sửu đây cả nhà. Gần đây thì rất là nhiều người quan tâm đến cơ hội đầu tư tại giảng Zaiga Nhà Bè. Và có rất là nhiều người thì nói là Zaiga Nhà Bè bây giờ giá quá tốt rồi, có bắt đáy được hay không? Thì ngày hôm nay Phước Sửu sẽ phân tích cho quý anh chị biết được giá Zaiga Nhà Bè, hay là còn gọi là GS Nhà Bè, có tốt như kỳ vọng hay chưa, và đầu tư được hay không, và lý do tại sao cái giá lại thấp như vậy. Thì bây giờ Phước Sửu điểm qua một số cái giá cả của những cái loại hình. Thứ nhất là nhà phố 7x17 thì mức giá hiện tại khoảng từ là 13.8 đến 15 tỷ theo căn gốc và căn thường. Diện tích 9,5 x 17 thì giá tầm khoảng từ là 17 tỷ rưỡi đến 19 tỷ rưỡi. Diện tích 10 x 20 giá rơi vào tầm khoảng 20,5 tỷ đến 23 tỷ. Diện tích 12,5 x 20 giá từ 29 đến 35 tỷ. Diện tích 15 x 20 những căn có sân vườn giá rơi vào tầm khoảng từ 45 đến 50 tỷ. Những căn dinh thự thì giá có thể cao hơn, đến từ 50 đến 60 tỷ. Thì lý do tại sao mà giá của Zaiga Nhà Bè thấp so với cùng kỳ năm ngoái từ 35 đến 40%, thì một cái điều mà mọi người cũng đang nhìn thấy trên video của Phước Sửu, đó là những cái đường dây điện đi ngang qua làm cho cư dân ngại về ở. Và ở đây là dự án phân khu đầu tiên của 350 hectare CS Hàn Quốc, nên mới chỉ là một phân khu nhỏ 17.8 hectare, và nơi đây thì cư dân mới vào ở thưa thớt. Vì vậy cảm giác chưa có người gọi là về đây tập trung ở và đầu tư mua sản phẩm nhiều. Một cái lý do cốt lõi mà dự án Zaiga Nhà Bè đang có giá thấp, đó là hiện tại tất cả các căn bắt buộc phải đóng 50% còn lại để nhận nhà trong tháng này. Đó là một cái số tiền khá lớn. Một vài quý khách hàng đã mua từ 2 đến 3 căn, có người đến 5 căn, thì cái vấn đề giá tiền như vậy là quá nhiều để thanh toán cho đợt này. Cái thứ 6 là chính sách cho vay của ngân hàng. Hiện tại như mọi người nhìn thấy thì lãi suất khá cao, cố định năm đầu từ 9.5 đến 11 chấm, và lãi suất thả nổi lên đến 14-15%, làm cho một số ngân hàng hạn chế cho vay và mức lãi suất khá cao nên khách hàng ngại vay. Lý do thứ 5 đó là ở đây thì xây dựng nhà không bán đất, và hiện tại những căn nhà thì theo một mẫu nhất định, cư dân không được phép sửa chữa những cái mặt ngoài, sửa chữa những cái mặt tiền phía trước, chỉ được phép làm nội thất bên trong. Lý do thứ 6 là tình hình kinh tế bất ổn kéo theo bất động sản giảm. Nhưng đối với ZS của Hàn Quốc thì mức độ giảm khá nhiều, từ 30 đến 35%. Thì như quý anh chị biết là những cái lý do như vậy nó làm cho giá của ZS Nhà Bè giảm khá tốt để cho quý anh chị đầu tư. Thì bây giờ mình phân tích sơ qua Phú Mỹ Hưng, Him Lam là những cái vị trí gọi là hình tam giác của dự án Zaiga Nhà Bè và Phú Mỹ Hưng, Him Lam, thì cái mức độ giảm giá thì như thế nào ha. Mức độ giảm giá của Phú Mỹ Hưng chỉ rơi vào tầm khoảng 15 đến 17%, với cái mức đó thấp hơn hoặc là những cái mức gọi là cao hơn thì sẽ có những khách hàng sẽ giao dịch ngay. Đối với Him Lam thì mức giá giảm tầm khoảng từ 10 đến 20%, còn mức giá giảm của Zaiga Nhà Bè là từ 30 đến có thể 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là một mức giá giảm khá tuyệt vời để quý anh chị có thể lựa chọn
và bắt đáy ngay cả thời gian này. Thì theo như những cái tình hình mới nhất của dự án sẽ bàn giao gửi đường lưới, gửi những cái đường lưới điện và dời đi những cái trụ điện ở những cái cơ sở về đường xá, về trường học đang hình thành xung quanh dự án. Thì theo như Phước Sử nghĩ tầm khoảng từ 2 năm đến 3 năm thì quý anh chị có thể đạt lại cái mức giá so với năm ngoái. Thì gần như là mình đầu tư thời điểm này với giá trị 100% thì mức tăng lời 2 năm rưỡi đến 3 năm sau là 130-140%. Đó là một mức sinh lời đầu tư khá tốt tại dự án Sài Gòn Nhà Bè. Nên thời điểm này tha hồ quý anh chị chọn nơi đây là một nơi đầu tư an cư lạc nghiệp và chọn cho mình là một cư dân tại một cái đô thị cực kỳ lớn 350 hectare Sài Gòn Nhà Bè, dự kiến trở thành là một thành phố Nam Sài Gòn ở khu Nam này nha. Rồi, còn chần chừ gì nữa, quý chị hãy inbox ngay cho Phước Sửu theo số like bên dưới và cập nhật những thông tin Phước Sửu sẽ chi tiết hơn về những rổ hàng mới nhất của dự án này để quý anh chị cùng đầu tư nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.